Tính đến tuần thứ tư của tháng 7 năm 2018, tiền đồng Việt Nam mất giá 1,5% so với đô la Mỹ và đà phá giá sẽ còn tiếp tục ở mức độ tương tự cho đến cuối năm, theo một chuyên gia tài chính ngân hàng. Báo chí Việt Nam cho hay tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước công bố sáng ngày 24 tháng 7 là 22.654 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm 23 tháng 7, với biên độ cộng trừ 3% tỷ giá sàn và tỷ giá trần mà các ngân hàng thương mại có thể giao dịch là từ 21.974 cho đến 23.334 đồng một đô la. Trên thực tế, mức giá bán đô la cao nhất tại một số ngân hàng được báo chí ghi nhận là 23.310 đồng một đô la tại Sacombank và 23.300 đồng một đô la tại Techcombank. Trong khi đó, trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá mua vào mỗi đô la ở mức 23.350 đồng và bán ra là 23.450 đồng một đô la, tăng 100 đồng mỗi đô la so với ngày 23 tháng 7 theo báo chí. Các báo dẫn lời ông Phạm Thành Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước nói rằng đến ngày 23 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá bán ngoại tệ ở mức 23.273 đồng một đô la để tỷ giá thị trường diễn biến phù hợp hơn với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chi Hiếu phân tích với VOA rằng nguyên nhân sâu xa làm tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ gia tăng gần đây chủ yếu là do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến cho nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá, gây sức ép lên tiền đồng của Việt Nam. Theo tiến sĩ Hiếu, chỉ trong 3 tháng qua, đồng nhân dân tệ đã mất giá tới 5% so với đô la Mỹ, trong khi từ đầu năm đến nay, tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ mới tăng 1,5%, nên trong mối tương quan này, tiền đồng đã lên giá so với nhân dân tệ. Ông Hiếu chỉ ra hậu quả của diễn biến này. Hàng hóa của Trung Quốc bán vào Việt Nam sẽ trở nên rẻ, sẽ tăng uh, nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam. Đồng thời nữa thì xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Ngân hàng nhà nước có thể đã tăng tỷ giá dưới cái áp lực từ phía trong cũng như là phía ngoài. Năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là gần 93,7 tỷ đô la, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Trong con số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc là hơn 35,46 tỷ đô la. Ngược lại, Việt Nam nhập từ nước láng giềng phương Bắc các hàng hóa lên đến gần 58,3 tỷ đô la. Phát biểu với báo chí hôm 23 tháng 7, ông Phạm Thanh Hà thuộc Ngân hàng Nhà nước nói rằng trong thời gian tới, ngân hàng này tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tiến sĩ Hiếu nhận định với VOA rằng nhiều khả năng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ngày càng nghiêm trọng khiến cho Trung Quốc phải phá giá đồng nhân dân tệ thêm nữa để phần nào bù trừ cho việc hàng Trung Quốc tăng giá do Mỹ áp thuế cao hơn. Những diễn biến như vậy đang làm cho viễn cảnh tiền đồng của Việt Nam phải tiếp tục phá giá là khó tránh khỏi. Ông Hiếu đưa ra dự báo về chiều hướng của tỷ giá trong 6 đến 9 tháng nữa. Từ đầu năm trước bây giờ, tiền đồng đối với đồng đô la đã mất giá khoảng 1,5%. Thì tôi nghĩ là từ đây đến cuối năm, đồng tiền đồng có thể cũng sẽ mất giá đâu đó vào khoảng 1,5%. Tôi nghĩ rằng nếu sang năm 2019 mà cái chiến tranh thương mại Mỹ với Trung Quốc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn thì cái áp lực phá giá cũng vẫn tiếp tục lên uh, lên nhân dân tệ và ngay cả thị đồng. Trên báo chí trong nước, công ty chứng khoán Bảo Việt đưa ra dự báo rằng có thể đồng tiền quốc gia của Việt Nam sẽ có mức mất giá là từ 2 đến 3% cho cả năm nay so với đô la Mỹ. Ông trùm bất động sản khác tiếng Đà Nẵng Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, sẽ được đem ra sự kiến tại Tòa án Hà Nội vào ngày 30 và ngày 31 tháng 7 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Bí thư thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho báo chí biết ngày 24 tháng 7. Theo ông Nghĩa, lý do sự kiến Vũ Nhôm là do tính chất của vụ án, trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiết lộ tại buổi tiếp xúc cử tri cùng ngày rằng ông Trùm được mệnh danh là mafia Đà Nẵng này còn muốn lấy thêm nhiều đất, nhà, công sản nữa vào thời điểm chưa bị bắt. Vũ Nhôm bị buộc tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước cùng với hai tội danh khác là trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong buổi gặp gỡ giữa các lãnh đạo chủ chốt của Đà Nẵng với các cán bộ lão thành vào chiều 24 tháng 7, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết ảnh hưởng của vụ vũ nhôm rất lớn, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn tới Trung ương, và ông Trùm Đà Nẵng sẽ phải ra hầu tòa ít nhất là 3 lần, theo Jin. Vụ sự kiến diễn ra cuối tháng này là về tội danh làm lộ bí mật, còn hai tội danh khác sẽ được xét xử trong hai vụ án sau. Vũ Nhôm tên thật là Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, là một ông trùm khét tiếng thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng. Trong tay Vũ Nhôm là hàng loạt các dự án ở các khu đất vàng. Đại gia này còn được biết đến về khả năng chi phối cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Đà Nẵng nhờ mát thượng tá công an ngầm. Tên tuổi của Vũ Nhôm chỉ bị đồn tới sau khi vụ doanh nghiệp tặng xe bất thường cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bị phanh phui trên báo chí hồi năm ngoái dẫn đến vụ kỷ luật bí thư thành ủy nguyễn, nguyễn Xuân Anh và chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Ngày 20 tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an đã phát lệnh khởi tố và khám xét nhà của Vũ Nhôm với cáo buộc cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, nhưng vụ bố ráp nhằm bắt giữ Vũ Nhôm đã bất thành vì ông trùm này đã cao chạy xa bay ra nước ngoài sau khi kịp thoái vốn khỏi các dự án và công trình mà mình đứng tên. Trong thời điểm chưa bị Singapore trục xuất về lại Việt Nam, có nhiều tin đồn cho rằng Vũ Nhôm nắm trong tay nhiều tài liệu, chứng cứ tham nhũng của các lãnh đạo Việt Nam, như danh sách các công ty bình phong, sân sau của công an. Luật sư của Vũ Nhôm tại Singapore còn tiết lộ với Reuters rằng thân chủ của ông còn có thể có thông tin chi tiết về quy trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin, Đức về Việt Nam. Tại buổi họp ngày 24 tháng 7, Bí thư Đà Nẵng nói, với Vũ Nhôm, nhiều người thắc mắc tại sao sự kín. lộ bí mật quốc gia, vụ án này sẽ xử và với tính chất của nó thì sẽ xử kín. Sự kín nhưng kết quả phải được công khai. Ông Nghĩa nói trong video do Tiền Phong đăng. Nhận định về lý do sự kiến Vũ Nhôm, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Phil Robertson cho rằng Việt Nam đã lạm dụng hình thức này để che giấu thông tin đối với công chúng. Ông Robertson nói. Họ sự kín với đủ mọi lý do. Trên thực tế, thân nhân của nhiều người liên quan đến các vụ an chính trị như hoạt động dân chủ, nhân quyền cũng không được phép tham dự phiên tòa. Việt Nam có xu hướng lạm dụng sử kín như một cái cớ để ngăn chặn mọi người biết những gì họ đang làm trong phiên tòa. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiết lộ nếu cơ quan công an không bắt cũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo ông Trùm khét tiếng này vẫn đang trên đà thâu tóm lấy thêm rất nhiều đất nhà công của đà nẵng và các tỉnh thành khác trong buổi tiếp xúc các cử tri đà nẵng cũng yêu cầu lãnh đạo giải đáp thông tin về hàm thượng tá công an của vũ nhôm vì theo họ vũ nhôm không theo học ngày nào trong ngành công an vậy ai đã phong hàm cho ông ta trả lời câu hỏi này Chủ tịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, sau phiên tòa, những câu hỏi liên quan đến quân hàm và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Với mát thượng tá công an ngầm, Vũ Nhôm bị cho là đã lợi dụng chức vụ để thao túng thị trường địa ốc ở Đà Nẵng qua chiêu thức mua đất nhà nước với giá bèo để làm các dự án và thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Cùng bị khởi tố và bắt giam trong vụ án này còn có Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo, Trung tướng Phan Hữu Tuấn, và một cán bộ của Bộ Công an là ông Nguyễn Hữu Bách. Hai viên chức công an này đã bị cáo buộc giúp sức cho Vũ Nhôm thâu tóm đất đai ở Đà Nẵng và các nơi khác. Sáng ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn theo hãng tin Reuters, truyền thông trong nước cho biết, quyết định nêu lý do ông Tuấn có vi phạm khuyết điểm và bộ chính trị đã thi hành kỷ luật về đảng hôm 16 tháng 7. Tuy nhiên, theo VN Address, ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí phó ban tuyên giáo trung ương. Các nhà báo độc lập và các blogger cho VOA biết họ rất phấn khởi trước việc người đứng đầu ngành truyền thông báo chí lại phải mất chức, dù rằng đến nay mới hạ bệ ông Tuấn là hơi muộn. Nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nói với VOA rằng ông đã dự báo được việc ông Tuấn bị mất chức bộ trưởng. Đây là một cái điều uh, nó không nằm ngoài dự báo của cái giới thạo tin ở Việt Nam. À, nhưng à, khi có những cái quyết định à, chính thức thì à, trên à, cái dư luận ở việt nam nha, mọi người rất là vui mừng gọi là có thể gọi là à, thủ lĩnh ở trên cái mặt trận à, thông tin à, truyền thông và ông này là cái người à, có cái à, nhiều nợ máu gọi là nợ máu à, với những cái người à, nhà báo hoạt động độc lập rồi à, những cái người cổ suý cho tự do ngôn luận rồi nhân quyền và ông ý đã đưa ra những chủ trương chính sách cũng như là những các cái phát ngôn làm cơ sở cho cái làm cái tiền đề để cho cả cái hệ thống chính trị à, người ta trù dập người ta bắt bớ người ta bỏ tù rất là nhiều người và những cái công dân chỉ vì những các cái vấn đề của đất nước à, nhưng lên tiếng trước các cái sự thật thì bị ông này và những cả một cái hệ thống chính trị đã, đã đã đàn áp. Trước đó vào ngày 12 tháng 7 Bộ Chính trị đã họp với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trường Minh Tuấn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Việc kỷ luật này được báo chí trong nước nói là có liên quan đến dự án tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Theo nhà báo và blogger Nguyễn Tường Thụy thì ông Tuấn cần phải ra tòa vì đã vi phạm hình sự chứ không nên dừng lại việc bị mất chức hay kỷ luật. Cái tội của ông thì ông họ có xử lý kỷ luật có thứ gì tôi cũng mà tôi thì theo tôi muốn ông này ra tòa cơ chứ còn về vi phạm hình sự thì phải ra tòa ấy bây giờ kỷ luật nhưng mà tôi mong rằng là tôi thì tôi cho rằng là ông này kỷ luật ông này xong rồi tiếp tục phải truy tố ra um, ra truy khởi tố về vấn về về, về về hình sự chứ còn để kỷ luật xong để cho nghỉ đi, việc các thứ thì nó quá đơn giản VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Tuấn để hỏi phản ứng của ông liên quan đến quyết định của Chủ tịch Quang cũng như các bình luận của ông Thắng và ông Thủy. Cũng hôm 23 tháng 7, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông vừa nhận được quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quỹ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông thay cho ông Trương Minh Tuấn vừa phải thôi chức vụ này theo VTC. Báo Dân Việt dẫn lời các chuyên gia trong nước nói ông Hùng, linh hồn của Viettel, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên được nhận quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định trở thành quỹ viên quân quỹ trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là hiện tượng nổi bật của lịch sử. Theo ông Nguyễn Lân Thắng, việc ra đi của ông Tuấn không phải do ông làm đúng hay sai, mà do hệ thống đã định đoạt. Nhưng mà cái việc uh, ông Trương Minh Tuấn một thời coi như là một tay che mặt trời, ở trên cái bầu trời truyền thông Việt Nam thì bây giờ ông ấy mất chức thì nó cũng là một cái rất là hay để những người khác ở trong cái hệ thống công quyền của Việt Nam là họ họ phải nhìn và họ phải biết rằng là thực ra họ cũng chỉ là một cái công cụ ở trong tay ai đó thôi và khi họ không còn nằm ở trong cái hệ thống được bảo kê thì chắc chắn là cái số phận của họ sẽ bị định đoạt không phải cái, cái cái chuyện là do họ làm đúng hay làm sai. Facebooker này nói thêm. Thế, thế còn là cái việc nhưng mà cái việc chắc chắn rằng là khi mà ông Trương Minh Tuấn đã bị đem ra xử như thế này thì chắc chắn là có những các cái nội bộ mâu thuẫn ở còn cái tầm cao hơn rất là nhiều ở từ trong bộ chính trị. Theo truyền thông trong nước, bộ chính trị đánh giá những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng và thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tuấn. Ông Trương Minh Tuấn, 58 tuổi, được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông vào năm 2016. Trước đó, ông từng đảm nhận chức Thứ trưởng của Bộ này từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau tuổi trẻ online, một tờ báo điện tử khác của Việt Nam mới bị phạt vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng liên quan tới Chủ tịch Trần Đại Quang và luật biểu tình. Vietnamnet cho biết Báo này bị xử phạt 50 triệu đồng vì bài viết Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Trong bản tin trên có đoạn viết, ngày 19 tháng 6 năm 2018, báo Vietnamnet đăng tải bài Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Trước kiến nghị của cử tri về luật biểu tình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng ý rằng cần luật biểu tình và sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này. Trên thực tế, tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu nội dung trên, báo Vietnamnet viết. Báo Vietnamnet sau đó ngỏ lời xin lỗi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bạn đọc. Báo này cũng cho biết đã ra quyết định xử lý nghiêm đối với vi phạm của các cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm với toàn thể báo. Bài viết hôm 19 tháng 7 cho biết rằng quyết định xử phạt do cục trưởng cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Lưu Đình Phúc ký. Theo thông tin trên trang web Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản của Vietnamnet. Các cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng dẫn tới bạo động hôm 10 tháng 6 đã khiến nhiều người, trong đó có không ít luật sư, đề cập tới sự cần thiết phải có luật biểu tình vốn bị trì hoãn soạn thảo và thông qua Việt Nam nhiều năm qua. Trước Việt Nam Nét Ít Ngày, ông Phúc cũng ký quyết định xử phạt ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ. Ngoài việc bị coi là đưa tin sai sự thật, cũng bị phạt 50 triệu đồng về tuyên bố liên quan tới luật biểu tình của Chủ tịch Quang. Tuổi Trẻ Online còn bị phạt về bình luận của độc giả về điều cho là Nam Kỳ đang bị người Bắc Kỳ ngu dốt cai trị dưới bài viết về dự án cao tốc Bắc Nam. Ấn bản điện tử của một trong các vật báo lớn nhất Việt Nam bị phạt tổng cộng 220 triệu đồng và bị đình bản trong vòng 3 tháng. Tới này quyết định hôm 16 tháng 7 này vẫn tiếp tục gây tranh cãi và còn vấp phải chỉ trích của Tổ chức Bảo vệ Báo chí trên thế giới. Ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, viết trên trong Facebook cá nhân rằng việc đình bản tuổi trẻ online không phải là lựa chọn hợp lý. Ông cũng cho rằng văn phòng chủ tịch nước hoặc chính chủ tịch Trần Đại Quang có văn bản lên tiếng phủ nhận thông tin sai sự thật đó và buộc ban biên tập báo tuổi trẻ phải công khai đính chính và xin lỗi theo hướng giải quyết của tinh thần luật dân sự và luật báo chí hoặc văn phòng chủ tịch nước có thể khởi kiện báo tuổi trẻ ra tòa án dân sự. Bà Chris